Người dân miền Trung bị bõm, lội lũ giữa mùa nắng. Hàng loạt tiểu thương các chợ nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh bỏ sạp vì ế ẩm. Mỹ có thể sắp chuyển xe tăng cho Ukraine để đối phó với Nga. Loạt đồng minh Mỹ nhất trí xả kho dầu. Trung Quốc nói với EU, họ sẽ theo đuổi hòa bình Ukraine theo cách riêng. Đoàn xe hội chữ thập đỏ cố gắng tiến vào Mariupol khi Nga chuyển trọng tâm ở Ukraine. Hoa Kỳ thảo luận về cơ hội để Đài Loan tham gia cuộc họp của WHO. Nga có thể vượt qua lệnh trừng phạt bằng thương mại với Ấn Độ. Chủ tịch Ủy ban châu Âu yêu cầu Trung Quốc không can thiệp vào các lệnh trừng phạt của tổ chức này đối với Nga. Đức xem xét mua hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel hoặc Mỹ. Xin kính chào quý vị Quý vị đang theo dõi bản tin tổng hợp tối ngày 2 tháng 4 của DKN TV. Sau đây là các nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, giữa mùa nắng, trời miền Trung đổ mưa lớn như chút, khiến người dân nhiều nơi ở hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế bị bõm, lội lũ, cứu lúa bị ngập úng. Sáng 2 tháng 4, ở Thừa Tuyên Huế ghi nhận có mưa rất to trên diện rộng. Tổng lượng mưa phổ biến từ 250 đến 400 mm. Mưa to cộng thêm thủy điện hương điền xả lũ khiến nhiều người ở tỉnh này bị ngập cục bộ như ở huyện Phong Điền, huyện Quảng Điền. Còn ở huyện Phú Lộc, mưa lớn đã gây lũ ở các xã vùng thấp trũng, trong đó có xã Lộc An bị ảnh hưởng nặng nề nhất với hàng trăm hecta lúa đang trong kỳ trổ bông của người dân có nguy cơ bị ngập úng. Hiện nay các ngành chức năng tỉnh này đang cố gắng vận hành các trạm bơm tiêu úng để cứu lúa. Còn tại Quảng Trị, mưa lớn liên tục hai ngày qua khiến nước trên một số sông lên mức báo động 1. Nhiều vùng trũng của huyện Hải Lăng như Hải Hòa, Hải Phong, Hải Định, Hải Thọ, nước lũ đã làm ngập nhiều tuyến đường liên thôn, khiến người dân khá bất ngờ. Nước lũ cũng làm gần 3.000 hecta lúa tại Hải Lăng ngập úng, ngã đổ. Ngay khi nước lên, người dân đã cùng nhau đội mưa dùng bao tải cát đắp đề cát ngăn nước lũ vào đồng lúa. Người dân ở đây cho biết lúa sắp đến đoạn làm đồng, nếu lúa bị nước lũ ngâm thêm khoảng vài ngày, thì sẽ mất trắng. Tại các huyện miền núi, mưa lớn liên tục cũng khiến nước các sông suối lên nhanh. Nhiều khu dân cư đã bị cô lập tạm thời vì các ngầm tràn bị ngập trên một mét. Ban chỉ huy phòng chống bão lũ tỉnh Quảng Trị cho biết, đã sẵn sàng phương án di rời gần 5.000 hộ dân nếu nước lũ tiếp tục lên. Hàng loạt tiểu thương các chợ nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh bỏ sạp vì ế ẩm. Thưa quý vị, dù các hoạt động kinh tế xã hội đã trở lại bình thường từ lâu, nhưng tình hình buôn bán tại nhiều chợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vẫn ế ẩm. Nhiều tiểu thương vẫn tiếp tục treo biển sang nhượng cho thuê sạp. Tại chợ An Đông, quận 5, nổi tiếng là trung tâm bán sỉ lớn và lâu đời nhất thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên kể từ khi hết giãn cách xã hội đến nay, nơi đây vẫn vắng hoe, tiểu thương đói khách tới nỗi bỏ sạp rất nhiều ghé qua chợ lúc 5 giờ chiều, nhiều quầy đã bắt dọn hàng ra về. Một chủ cửa hàng khô chia sẻ. Ngày trước chợ bán tới hơn 6 giờ hơn, nhưng giờ dịch dạ ế ẩm, không bán được nên nhiều người dọn hàng từ lúc 4 giờ 30. Đặc biệt, lên tầng 2, tầng 3, có những khu vực cho thuê nhượng, quyền cả dãy cả sạp. Giá giao cho thuê giao động từ chỉ 10 đến 15 triệu đồng một tháng, nhưng vẫn khó. Thậm chí nhiều chủ sạp hứa hẹn giảm giá cho khách thuê vì biết thời buổi làm ăn khó khăn do dịch. Chợ Bến Thành, chợ ở Ba Triệu cũng tình cảnh tương tự. Chị Thúy, một chủ sạp đồ ăn, chia sẻ chợ Bến Thành chủ yếu phục vụ du lịch. Mặc dù kinh tế du lịch mở cửa nhưng vẫn không ăn thua, hàng quán vẫn không bán được. Chị Thúy cho biết thêm, sạp này còn hoạt động. Villa của nhà, chỉ phải đóng thuế, phí nên trụ lại được. Tuy nhiên vẫn phải thu hẹp diện tích vì không có khách, cũng chẳng có đủ sức để thuê thêm nhân viên. Nối tiếp chương trình sẽ là phần tin quốc tế. Kính thưa quý vị, New York Times ngày 1 tháng 4 dẫn nguồn tạo tin từ chính quyền Mỹ cho biết Washington sẽ hợp tác với các đồng minh nhằm chuyển xe tăng do Liên Xô sản xuất cho Ukraine để ký ép nâng cao năng lực phòng thủ ở khu vực Donbass. Nguồn tin cho hay, Tổng thống Ukraine Zelensky là người đã đề nghị Mỹ chuyển xe tăng cho Kiev và việc chuyển những khí tài này dự kiến sẽ sớm được thực hiện. Quan chức trên từ chối tiết lộ về số lượng xe tăng sẽ được đưa tới Ukraine cũng như quốc gia nào sẽ cung cấp những vũ khí bọc thép này. Cả Ngũ Giác Đài và Tòa Bạch Ốc đều chưa đưa ra bình luận về thông tin của New York Times. Các xe tăng sẽ giúp Nga thực hiện các hoạt động phóng hỏa lực từ tầm xa vào mục tiêu Nga ở khu vực Donbass. Nguồn tin nói với New York Times, nếu các vũ khí này được chuyển giao, đây sẽ là lần đầu tiên mà Mỹ giúp chuyển xe tăng cho Ukraine kể từ khi Nga xâm lược nước láng giềng từ ngày 24 tháng 2. Loạt đồng minh Mỹ nhất trí xả kho dầu thưa quý vị, các đồng minh của Mỹ đồng ý xả kho dự trữ khẩn cấp nhằm hạ giá dầu, vốn tăng vọt sau khi chiến sự giữa Nga và Ukraine bùng phát. Quyết định được đưa ra tại cuộc họp cấp bộ trưởng bất thường của Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA ngày 1 tháng 4 do Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm chủ trì. IEA cho biết thông tin chi tiết về quyết định sẽ được công bố vào đầu tuần tới. Tổng thống tổ Mỹ Joe Biden trước đó cho hay IEA đã đồng ý đưa thêm hàng chục triệu thùng dầu ra thị trường. IEA với 31 thành viên, trong đó có Mỹ, các nước châu Âu, Australia và Nhật Bản, hồi tháng 3 cam kết xuất 62,7 triệu thùng dầu từ kho dự trữ. Cuộc họp của IEA diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Biden thông báo Mỹ sẽ xuất kho dự trữ 1 triệu thùng dầu mỗi ngày trong 6 tháng, tương đương với hơn 180 triệu thùng. Đây là lượng dầu kỷ lục được Mỹ xuất khỏi kho dự trữ chiến lược của nước này. Quyết định của IEA được đưa ra một ngày sau khi tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC thông báo chỉ tăng nhẹ sản lượng, bất chấp áp lực từ phương Tây thúc đẩy khối này bơm thêm dầu ra thị trường. Canada, kẻ trộm siro cây phong, phải trả hàng triệu USD cho món hàng ngọt bị đánh cắp. Thưa quý vị, Richard Valier, một người Canada đã có một kế hoạch táo tợn, bí mật rút ruột các thùng dự trữ siro cây phong từ kho dự trữ phòng chiến lược của tỉnh Quebec sau đó bán chúng để kiếm lợi hàng triệu đô la. Vụ trộm bị phát giác và cảnh sát mật phục bắt giữ được Varier cùng đồng bọn. Giờ đây, kẻ cầm đầu nhóm trộm đối mặt với một thách thức mới, phải trả cho nạn nhân của hắn 9 triệu đô la Canada, tương đương 7 triệu đô la Mỹ, hoặc ngồi tù thêm 6 năm. Bắt đầu vào năm 2011, một nhóm trộm đã lén lút hút siro từ hàng nghìn thùng kim loại màu trắng trong các nhà kho của liên đoàn các nhà sản xuất siro cây phong tổ chức đại diện cho gần 7.000 nhà sản xuất siro và kiểm soát gần 80% nguồn cung cấp siro cây phong trên thế giới. Do biết được các thùng trong kho dự trữ chiến lược chỉ được kiểm tra mỗi năm một lần, bọn trộm đã đánh cháo siro bằng nước, sau đó đưa siro vận chuyển sang tỉnh khác, được đóng thành các lô nhỏ hơn và bán cho người mua hợp pháp và nhà xuất khẩu chợ đen. Vào năm 2012, Liên đoàn nhận ra rằng 9.751 thùng siro trị giá gần 18 triệu đô la Canada đã bị đánh cắp lúc nào không hay. Cảnh sát đã điều tra và bắt giữ 16 người, xác định Valier là thủ lĩnh của nhóm. Cảnh sát thu giữ hai xe nâng, xe bồn được sử dụng để vận chuyển sản phẩm bị đánh cắp và bốn ấm siêu tốc cỡ lớn để dùng đôn sôi siro. Vào năm 2016, Valier bị kết án phạm tội lừa đảo, buôn lậu, trộm cắp với mức án 8 năm tù. Thẩm phán Raymond Pronovost đã phạt anh ta 9,4 triệu đô la Canada dựa trên giá trị của siro mà anh ta có thể bán. Varier được cho thời hạn 10 năm để thực hiện việc thanh toán hoặc đối mặt với án tù 6 năm. Sau khi Varier kháng cáo, số tiền phạt đã giảm xuống chỉ còn 1 triệu đô la Canada, bằng với số tiền mà Varier khai nhận là lợi nhuận thu được từ hành vi trộm cắp của anh ta. Nhưng vào hôm 31 tháng 3, tòa án tối cao của Canada đã không đồng ý với kháng cáo và cho rằng tòa án không có quyền giảm tiền phạt và khoản tiền phạt ban đầu nên được khôi phục và ra phán quyết rằng Barrier nên được yêu cầu trả lại tiền cho toàn bộ số lượng siro mà anh ta đã đánh cắp và bán sau đó. Bà Saki không xác nhận việc rời tòa Bạch Ốc để tới MSNBC. Thưa quý vị, theo truyền thông Mỹ, thư ký báo chí tòa Bạch Ốc Jen Saki không xác nhận các báo cáo cho rằng bà sẽ sớm nhận một công việc tại đài truyền hình MSNBC. Bà nói rằng bà đang tập trung vào công việc của mình là phát biểu cho Tổng thống Joe Biden. Trong một cuộc họp báo, bà Saki cho biết, Tôi không có gì để xác nhận về thời gian phục vụ công ích hay bất cứ điều gì về việc xem xét các kế hoạch tiếp theo. Trọng tâm của tôi hàng ngày là tiếp tục phát biểu thay mặt cho Tổng thống. Trang tin Asios Hôm thứ Sáu trích dẫn nguồn tin thân cận cho biết, bà Saki đang đàm phán độc quyền để gia nhập kênh truyền hình MSNBC sau khi bà rời tòa Bình ốc vào khoảng tháng 5. Các báo cáo hồi đầu năm nay cho biết, bà Saki đã được cả MSNBC và CNN mời về làm việc. Trung Quốc nói với EU họ sẽ theo đuổi hòa bình Ukraine theo cách riêng. Thưa quý vị, Trung Quốc hôm 1 tháng 4 đã đưa ra những bảo đảm với Liên minh châu Âu rằng họ sẽ tìm kiếm hòa bình ở Ukraine, nhưng nói rằng họ sẽ làm theo nguyên tắc của họ trong nỗ lực làm trạch hướng áp lực đòi Bắc Kinh có lập trường cứng rắn hơn đối với Nga. Thủ tướng Lý Khắc Cường nói với các nhà lãnh đạo EU rằng Bắc Kinh sẽ thúc đẩy hòa bình theo cách riêng của mình. Trong khi Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, ông hy vọng EU sẽ đối xử với Trung Quốc một cách độc lập. Trong hội nghị thượng đỉnh qua truyền hình của ông Lý và ông Tập, các nhà lãnh đạo EU đã yêu cầu Bắc Kinh không để cho Moscow né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây do cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Chúng tôi kêu gọi Trung Quốc giúp chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Trung Quốc không thể nhắm mắt làm ngơ trước việc Nga vi phạm luật pháp quốc tế. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel nói trong cuộc họp báo sau Hội nghị Thượng đỉnh EU-Trung Quốc hôm 1 tháng 4. Bất kỳ nỗ lực nào nhằm né tránh các lệnh trừng phạt hoặc cung cấp viện trợ cho Nga sẽ kéo dài cuộc chiến, ông Michel nói. Ông Michel cho biết, hai bên đồng ý rằng cuộc chiến mà Nga gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt đang đe dọa an ninh và nền kinh tế toàn cầu. Trung Quốc đã từ chối lên án cuộc chiến của Nga ở Ukraine, cũng như không gọi đó là một cuộc xâm lược và đã nhiều lần chỉ trích điều mà họ gọi là các biện pháp chế tài bất hợp pháp và đơn phương của phương Tây. Kính thưa quý vị, đoàn xe hộ tống của Hội chữ thập đỏ sẽ cố gắng một lần nữa để di tản dân thường khỏi thành phố cảng Mariupol bị bao vây vào thứ bảy khi quân Nga dường như đang tập hợp lại cho các cuộc tấn công mới ở phía đông nam Ukraine. Thành phố Mariupol bị bao vây từ những ngày đầu của cuộc xâm lược đã kéo dài 5 tuần của Nga. Đó là mục tiêu chính của Moscow ở khu vực Donbass phía đông nam Ukraine. Hàng chục nghìn người ở đó đã mắc kẹt với thực phẩm và nước uống ít ỏi. Ủy ban chữ thập đỏ quốc tế ICRC vào hôm thứ Sáu đã cử một nhóm để dẫn đoàn xe gồm 54 xe buýt Ukraine và các phương tiện cá nhân khác ra khỏi thành phố. Nhưng họ đã quay lại do các điều kiện khiến công việc không thể tiến hành. Họ sẽ cố gắng một lần nữa vào thứ Bảy để tạo điều kiện cho dân thường đi qua an toàn. ICRC cho biết trong thông báo. Một nỗ lực di tản trước đó của Hội chức Thập đỏ hồi đầu tháng 3 đã thất bại vì tuyến đường được phát hiện là không an toàn. Nga và Ukraine đã đồng ý về các hành lang nhân đạo trong thời chiến để tạo điều kiện thuận lợi cho việc di tản hàng nghìn dân thường. ICRC cho biết hoạt động Maripol của họ đã được cả hai bên chấp thuận, nhưng công tác hậu cần chủ chốt vẫn đang được thực hiện. Trong một bài phát biểu video vào sáng sớm, Tổng thống Ukraine Zelensky cảnh báo rằng quân Nga đã tiến về Donbass và thành phố Kharkiv phía đông bắc đã bị bắn phá nặng nề. Theo ghi nhận của Reuters, tại Chuhuik, một thành phố thuộc tỉnh Kharkiv, thương vong do mảnh đạn và súng bắn đã tràn ngập bệnh viện. Tại các cuộc đàm phán hòa bình trong tuần này, Nga cho biết Donbass, nơi Nga đã hỗ trợ lực lượng ly khai chống lại lực lượng Ukraine từ năm 2014, giờ sẽ là trọng tâm trong các nỗ lực chiến tranh của họ. Quân đội Nga bỏ lại những ngôi làng tan hoang và những chiếc xe tăng bị bỏ rơi khi họ rời thủ đô Kiev. Thống đốc Odessa Maxim Machenko cho biết, ba tên lửa đã bắn trúng một khu dân cư gây thương vong. Ông Machenko cho biết, tên lửa được bắn từ một hệ thống tên lửa Iskander ở Krum. Bán đảo phía nam Ukraine được Nga sắp nhập vào năm 2014. Nga phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào Nga phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường. Odessa và Mariupol là các mục tiêu chính của Nga, một phần do các vị trí chiến lược của hai thành phố này. Hoa Kỳ thảo luận về cơ hội để Đài Loan tham gia cuộc họp của WHO. Kính thưa quý vị, giới chức Hoa Kỳ và Đài Loan đã tổ chức các cuộc đàm phán về việc mở rộng sự tham gia quốc tế của Đài Loan, bao gồm những cơ hội để Đài Loan tham dự cuộc họp lớn của Tổ chức Y tế Thế giới WHO vào tháng tới. Đài Loan bị loại khỏi hầu hết các tổ chức toàn cầu do sự phản đối từ Trung Quốc. Đài Bắc đã phàn nàn rằng việc bị loại trừ khỏi WHO đã cản trở nỗ lực chống lại đại dịch COVID-19. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết trong thông báo hôm thứ Sáu, cuộc họp diễn ra tại Washington giữa các nhà ngoại giao cấp cao bao gồm trợ lý ngoại trưởng các vấn đề tổ chức quốc tế Michelle Sison và đại diện Đài Loan tại Mỹ Tiêu Mỹ Cầm. Theo thông báo, cuộc thảo luận tập trung vào các cơ hội để Đài Loan tham gia với tư cách là quan sát viên của Đại hội đồng Y tế Thế giới vào tháng 5 và khả năng Đài Loan tham gia tổ chức hàng không dân dụng quốc tế. Đài Loan đã tham dự Đại hội đồng Y tế Thế giới, cơ quan ra quyết định của WHO với tư cách là quan sát viên từ năm 2009 đến 2016 khi quan hệ Đài Bắc-Bắc Kinh ấm lên. Nhưng Trung Quốc đã chặn sự tham gia tiếp theo sau cuộc bầu cử của Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, người mà Trung Quốc coi là phe khai, một cáo buộc mà bà Thái bác bỏ. Nhóm cường quốc có nền kinh tế công nghiệp phát triển với kỹ nghệ tiên tiến trên thế giới G7 đã ủng hộ lời kêu gọi cho Đài Loan tham gia WHO. Trung Quốc và WHO nói rằng Đài Loan đã được cấp quyền truy cập thích hợp vào thông tin COVID. Tháng trước, Chen Su, đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc nói rằng Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc và không có lý do gì để có đại diện trong các cơ quan toàn cầu. Bộ trưởng Đài Loan phản pháo bằng cách đăng trên Twitter lời chỉ trích Trung Quốc dồ trá. Nga có thể vượt qua lệnh trừng phạt bằng thương mại với Ấn Độ. Trang tin EU dẫn lời Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Lavrov ngày 1 tháng 4 cho biết Moscow sẽ tăng cường sử dụng các đồng tiền không phải của phương Tây để giao dịch với các nước như Ấn Độ. Phát biểu trong một cuộc họp báo sau cuộc gặp với người đồng cấp Ấn Độ Sajnaka, ông Lavrov nêu rõ: "Chúng tôi là bạn bè của nhau. Ấn Độ đã nhìn nhận cuộc khủng hoảng Ukraine theo toàn bộ sự thật chứ không chỉ một chiều." Ông Lavrov đã đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác và tìm kiếm ủng hộ từ một quốc gia mà Nga từ lâu coi là đối tác quan trọng. Trong bối cảnh trước đó, các quan chức Mỹ và Anh thúc ép Ấn Độ tránh phá hoại hệ thống tài chính và dựa trên đồng USD và các lệnh trừng phạt áp đặt đối với Nga vì cuộc xung đột ở Ukraine. Nga là nhà cung cấp thiết bị quốc phòng lớn nhất cho Ấn Độ và Ngoại trưởng Ravrov cho biết hai nước sẽ sử dụng cơ chế đồng group để trao đổi mua bán dầu mỏ, khí tài quân sự và các hàng hóa khác. Ấn Độ đã mua hàng triệu thùng dầu thô từ Nga với giá thấp kể từ khi xung đột nổ ra. Cho rằng việc mua bán này là có lợi cho người dân cũng là điều mà ngay cả các nước châu Âu cũng đang làm. Ấn Độ và Trung Quốc là những nước lớn không lên án cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine. Sau khi Ngoại trưởng Ravrov thăm Trung Quốc trong tuần này, Bắc Kinh cho biết họ quyết tâm hơn trong phát triển quan hệ với Nga. Kính thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel tại cuộc họp trực tuyến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về cuộc khủng hoảng Ukraine ngày 1 tháng 4 đã yêu cầu Bắc Kinh không can thiệp vào các lệnh trừng phạt của châu Âu đối với Moscow bà Leyen nói với các phóng viên sau cuộc hội đàm. Chúng tôi đã trao đổi những quan điểm đối lập rất rõ ràng. Đây không phải là một cuộc xung đột, đây là một cuộc chiến tranh, đây không phải là chuyện của châu Âu, đây là chuyện toàn cầu. Bà nói thêm, chúng tôi đã nói rất rõ ràng rằng Trung Quốc nên nếu không ủng hộ, ít nhất là không can thiệp vào các lệnh trừng phạt của chúng tôi đối với Nga. Rằng sự tham gia tích cực vì hòa bình là quan trọng và mỗi nước nên thực hiện vai trò của mình trước đó trong cuộc hội đàm ông tập cho biết trung quốc ủng hộ các nỗ lực của liên minh châu âu eu nhằm giải quyết các cuộc khủng hoảng về mặt chính trị và rằng bắc kinh sẽ làm việc với châu âu để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nhân đạo quy mô lớn hơn ông cũng ủng hộ vai trò hàng đầu của eu trong các cuộc đàm phán với các bên bao gồm cả hoa kỳ và nato việc nga xâm lược ukraine đã gây thêm căng thẳng cho quan hệ của trung quốc với eu vốn đã bị tổn hại bởi các lệnh trừng phạt đối với cáo buộc vi phạm nhân quyền ở tân cương Trung Quốc đã không lên án các hành động của Nga và cũng có báo cáo rằng Moscow đã yêu cầu Trung Quốc hỗ trợ quân sự và tài chính cũng như giúp đỡ những việc giải quyết lệnh trừng phạt. Đức xem xét mua hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel hoặc Mỹ. Thưa quý vị, Berlin đang cân nhắc mua một hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel hoặc Hoa Kỳ để phòng thủ trước các mối đe dọa bao gồm tên lửa Iskander của Nga ở Kaliningrad. Tên lửa Iskander có thể vươn tới gần như toàn bộ Tây Âu và không có lá chắn tên lửa nào để bảo vệ trước mối đe dọa này. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Eben Hazon nói với một tờ báo Đức trong cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ Bảy. Ông không nói rõ tên lửa của các hệ thống, nhưng nhiều khả năng là nói đến Araba do nhà chế tạo hàng không vũ trụ Israel, EAE, chế tạo, và hệ thống của TSAAD của Mỹ do Raytheon sản xuất. Nga cho biết vào năm 2018, họ đã đưa tên lửa Iskander tới vùng ngoại ô Kaliningrad, một phần của nước Nga nằm giữa Ba Lan và Litva. Sau khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết Berlin sẽ tăng chi tiêu quốc phòng bằng cách bơm 100 tỷ euro, tương đương 110 tỷ USD vào quân đội. Ông John cho biết, cho đến nay chỉ có một điều rõ ràng, chúng tôi không có thời gian và tiền bạc để tự phát triển các hệ thống phòng thủ tên lửa của riêng chúng tôi, bởi vì mối đe dọa tên lửa được biết là đã ở đó. Đề cập đến việc Đức thiếu hệ thống phòng thủ tên lửa tầm ngắn loại vũ khí có thể được sử dụng để bảo vệ quân khi đang di chuyển hoặc bị đe dọa. Trong khi giàn trận, ông John cho biết, Berlin đã bắt đầu xem xét việc mua các hệ thống như vậy. Ngoài ra, lực lượng vũ trang Đức sẽ phải đầu tư 20 tỷ euro vào năm 2022 để bổ sung kho đạn của mình, ông John nói thêm. Thưa quý vị, mục tin tổng hợp tối của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên Snapchat một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe kính chúc quý vị mạnh khỏe hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo